Đấy, để đấy, để đấy. Đây. Nhưng mà sao chị bảo mua cái loa to mà cái loa này vẫn bé chú ạ? Ôi trời, bé là bé thế nào chị? Cái loa này là to nhất cửa hàng em rồi đấy. Dạ vâng. Em đảm bảo với chị là con loa này âm thanh của nó gọi là cực đại luôn. Nhưng mà có thổi bay được nhà hàng xóm không? Bay là bay cái nhà nào? Yên tâm. Bay là bay cái nhà này. Đây, cái nhà sát nhà chị đây này. Ui giời, em đảm bảo với chị là bay luôn. Thế em đảm bảo chị là thổi mấy ô là bay cái nhà này luôn. Mà chị biết không? Cái bọn nhạc rock ở nước ngoài ấy, nó đến Việt Nam nó biểu diễn là nó toàn thuê loa của em chứ. Con này oánh ở sân vận động cơ mà. Mà em đang sợ là cái trần nhà chị nó yếu ấy, nó bay cái trần này trước không này. Không, chú ơi, riêng trần nhà chị chú không phải nghĩ. Cái ngày mà vật liệu xây dựng rẻ, chị đổ đầy bê tông lên đấy, vô tư luôn. Rồi, cái trần này chắc là được rồi, bà yên tâm. Chị biết không, đôi loa này của em nó còn kiếm được tiền đấy á. Nó vừa làm cho em 4 tỷ đấy. Đây này, đôi loa này, đây có bác này biết này. Kiếm được 4 tỷ. Đúng, chú nói đúng ấy. Chị biết không, ông bà nhạc nhà em ấy, bố mẹ vợ em ấy, bán đất chia chắc không đều. Em thổi cho 3 ngày 3 đêm. Thế là chị biết nào không? Như nào? Vợ em thì bị thần kinh nằm ở viện rồi. Thế còn bố mẹ vợ thì sợ quá vì đứt tay, chuyển sang nhà ông anh cả ở. Thế là nghiễm nhiên vợ chồng em ăn đứt đuôi con nhà này đấy. Đôi loa này của chú phải nói là hoành tráng đúng không? Đôi loa là hoành tráng. Khách vừa đến giả nhà của em 4 tỷ đấy. Thì chú bán chưa? Em chưa bán để có bác này biết này. Mà chị ơi, cái nhà chị muốn thổi bay cái nhà này gì? Cái nhà mặt tiền hơi đường đấy. Mà em hỏi thật chị có muốn mua rẻ của nó? Chị ngấp nghé mấy lần rồi đấy mà nó không bán. Mua. Này, bây giờ này nhá. Mua cái nhà của nó phải mua bằng mưu. Chị hiểu không? Mưu gì chú thử nói chị xem nào. Như này, bây giờ chị bật cho em thất tuần đôi loa này lên. Em thất đảm bảo là nó sẽ bán rẻ. Thất tuần là thế nào? Thì tức là một tuần có 7 ngày. Thất tuần tức là 7, 7, 4, 9. Chị bật đủ 49 ngày, em đảm bảo thằng này ong thủ và chuyển đi chỗ khác ngay. Nhá. Nó phải biến sớm đúng không? Đấy, khi nào mà đến ngày thứ 48 thì chị gọi em đến. Nhá. Em sẽ gạo nó, em mua rẻ của nó cho bán cho chị. Đến ngày 48 chắc chắn chị sẽ alo cho chú. Dạ vâng. Được rồi. Bây giờ này, đâu rồi? Đây màng quạt chét ở đây. Đây mang nốt vào đây. Đây nhá. Cái loa này là phải chĩa ra đây này. Đúng rồi, thẳng vào cửa nó. Cái con chét này nhá. Chị cứ dọn thẳng vào nhà nó. Thế là được. Nhá, này mày lắp nút con chét này lên rồi chị. Để đây. Đều đấy chị. Bà chị này, em đảm bảo với bà chị nhá. Riêng cái bộ âm thanh này bây giờ ấy là nó oách nhất cái phường này luôn đấy. Nhà chị bây giờ âm thanh là nhất. Chị chỉ giải quyết không oai thôi. Đây, lắp loa chết cho chị xong chưa? Xong rồi. Vâng, chị ơi, bây giờ nó có cái việc này. Em bắt được cái thằng em này là ngoài chợ người mà. Mà hoàn cảnh thằng này nó khó khăn. Nó bề vác suốt từ sáng rồi. Thôi nó trả đáng bao nhiêu bác cho thêm nó 50 của em cái. Đây. Riêng tiền nong đối với chị thì vô tư. Thôi, em cầm được. Em nói là một mà. Thế em cảm ơn nhá. Đây, nhanh rồi, lắp nhà nữa này. Đây, mình ơi, mình vào đây để tôi biểu diễn cho mình xem. Cầm mic để tôi ra nghe. Đà vào đâu? Chưa đâu. Còn nữa lên à? Được chưa? Để tôi ra tôi kiểm tra. Bà hát đi. Trời ạ, bên trong nhà mình nghe rất rõ, nhưng sang bên nhà lão Lý thì lại nghe thấy như muỗi đốt inox ấy, bé lắm. Tại ông ấy. Còn sao? Đã bảo mua cái loa to, loa phụ, loa kỵ, loa tổ, loa tiên. Ông phải mua cái loa tép riêu như gì kia thì làm sao mà chống lại được nhà đánh lão ấy. Tôi chọn đôi loa này là to nhất rồi đấy. To nhất rồi. Thế tôi hỏi ông nhá, thế tại sao cái bộ dàn loa nhà lão Lý vừa mới bật lên thôi mà vợ chồng mình đã đùng lên rồi. Đấy. Sao nhà lão ấy to được mà nhà mình lại không to được? Không to được thì tại sao thì bà phải sang bà hỏi lão chứ sao phải hỏi tôi? À, được. Ôi trời ơi, vấn đề tế nhị này phải để tôi sang tôi hỏi. Để tôi sang. Này. Ok. Nào. Này. Hả? Nghĩ ra rồi. Ra gì? Cầm cái này là tép à? Là té, khổ quá, các chú ấy tặng tôi là loa
chép, loa chép. Nhá, tép là tôm tép ở ngoài kia, hiểu không? Chép với tép như nhau, ông cầm xuống đây cho tôi. Vâng, mang xuống nào. Mang xuống. Được chưa? Chĩa thẳng, chĩa thẳng. Chĩa thẳng à? Ui, tôi bảo ông chĩa vào cửa nhà lão Lý chứ không phải là chĩa vào mặt tôi. Thế à? Ừ. Chĩa thẳng kia. Chĩa thẳng cửa nhà lão Lý. Nhưng mà đi lối nào, lối nào? Mọi hôm đi lối nào, bây giờ đi lối Lý. Lối nào? Đi lối nào? Đường qua không đi, sao cái quảng này bụi rậm đấy? Rồi. Rồi đi đi. Được chưa? Chưa, đi tiếp đi. Tiếp đi. Rồi, chưa thẳng chưa? Thẳng rồi đấy, thẳng rồi đấy. Rồi, nghe đây này. Dây này để cổ, dây phải
mày đi. Má. Này, các anh làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng đấy, các anh biết không? Cháu làm gì đâu, cháu nghe nhạc, cháu làm gì đâu mà ảnh hưởng à? Các anh bật đài quá to, làm âm ĩ cả một khu phố, ảnh hưởng đến những người khác, làm mất trật tự công cộng. Buộc lòng chúng tôi phải xử phạt các anh. Ôi, bọn cháu làm gì đâu mà bác phạt à? Bọn cháu văn hóa, văn nghệ, hát cho nó vui. Vâng, nâng cao đời sống tinh thần bằng âm nhạc thì sao lại bị phạt à? Sinh hoạt thì sinh hoạt, cũng phải đúng lúc, đúng chỗ và vừa độ, không ảnh hưởng đến người khác. Đằng này các anh làm náo loạn cả một khu phố, như thế gọi là gây rối, hiểu không? Cháu nói cho bác nghe, cháu đúng nơi đúng chỗ đấy à. Cháu hát karaoke ở nhà cháu chả đúng chỗ à. Mà cháu nói bình thường thì chả sao đâu, nhưng tất cả chỉ tại nhà cái thằng này này. Nó thằng nào? Chỉ tại nhà bác Thông rồi này. Tự dưng gây sự trước, cháu rất lịch sự, cháu mời sang nhà cháu hát rồi. Không ấy là còn... Ai bảo nhà ông là tự nhiên ông ngủ nghe hát vào buổi trưa. Gia đình nhà tôi không ngủ được. Bác cũng chả vừa đâu ạ. Bác vác cả loa nén là bác chĩa thằng nhà em, nữa còn gì nữa. Thế ai bảo là ông hát vợ chồng tôi là con bò. Ý ông rủa vợ chồng tôi ngu như bò. Này, thế bác gọi em là lợn như cả là khỉ thì sao? Cháu nói không? Bác này bác bảo cháu nhá là lợn với cả khỉ bây giờ. Cháu hỏi bác bây giờ, anh ấy nói bác như thế là lợn là khỉ bác chịu được không? Thế mai lại con bảo rùa cháu là chó. Chó và cho nhà anh ấy. Thôi đi! Cái gì gây rối ở đây ra? Chúng tôi sẽ nghiêm khắc với các anh, phạt các anh chức năng để làm gương cho người khác. Cảnh ký vào đây. Ui trời ơi, bác ơi, các bác không cần tôi, ôi có gì đâu bác, bọn cháu sẽ rút kinh nghiệm. Không thế nữa, thôi đừng ký. Cháu nói bác nghe, hát có mấy câu tự dưng bị phạt như này, không phải hoan quá. Cháu nói thật đấy, thôi bác thông cảm, bác bỏ qua được cháu. Cháu xin hứa với bác, em xin hứa anh về bán luôn karaoke. Không hát rồi. Em không bán nhưng mà thôi em không bật nữa. Yên tâm rút kinh nghiệm. Quá. Tưởng kara là ok. Ai ngờ.